Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ cái cách dựng hình một cái tủ dày giống như thế này bằng cái cách sử dụng các cái module sẵn có. Đầu tiên các bạn hãy mở tính năng khám phá DC, lựa chọn IPS Basic Module. Ở đây thì các bạn lôi ra giúp cho mình một cái khung nắp lọt. Ở khung nắp lọt này mình sẽ hiệu chỉnh các cái thông số như sau. Các bạn kích vào nút mở cửa sổ tùy chỉnh thì mình sẽ cho khung cao 850, lên dăng cao 60, apply và mình cho chỉ rộng có 350 thôi. Tiếp đến mình nhân bản và chiều rộng mình để 1 m. Rồi chiều cao lên chân ở đây mình sẽ để vào là 150. Các bạn copy hai khung này lên cho mình. Đối với khung bên tay trái thì các bạn chỉnh lại cho mình chiều cao lên chân là 50 và lùi vào 25. Khung này thì các bạn cũng để như vậy cho mình ha. Chiều cao lên chân 50, lùi vào 25. Để làm cái khe móc tay, khung này mình sẽ cho là nóc lọt và nó chỉ cao 270 thôi. Để mình chia ra các cái hộp kéo, các bạn nhìn thấy ha. Tiếp tục mình nhân bản cái module này, khung này lên. Và ở cái tủ này, cái khung tủ này, mình cho nó cao 1 m 1 ha. Tủ này thì mình cho nó là nóc lọt và chiều cao lên chân của nó có khúc này nè các bạn, để cho các cái ổ cắm điện kỹ thuật nè, thì các bạn để cho mình 350 hoặc là 300 gì đó ha. Sau khi các bạn làm xong này rồi thì bây giờ mình sẽ bỏ đi những cái chi tiết thừa, mình sẽ bỏ đi cái lanh chân này ha, này bỏ đi ha, delete ha. Thì ở phía sau của cái tủ này nó là một cái cột cho nên các bạn giảm cái chiều 200 mm thôi, ví dụ như vậy ha. Mình có thể scale nha các bạn, thay vì nhập số thì mình có thể scale được. Thằng này thì mình sẽ scale lên cao. Đó, như vậy là xong cái khung cơ bản của nó rồi. Rồi, bắt đầu thôi. Cũng là rất là đơn giản. Thì các bạn sẽ kích vào cái nút này nè. Để đưa các cái cấu kiện vào trong một không gian nào đó. Kích vào nút này. Sau đó mình sẽ lựa chọn cấu kiện. Đây, mình sẽ đầu tiên là mình sẽ chia ngang trước nhé. Chia đợt thẳng ha. Đây, các bạn rờ vào các cái khung này thì nó sẽ hiển thị cái vùng. Cái vùng mà sẽ chứa, giả sử như đây mình chọn kích một cái, thì sau khi kích xong thì từ từ các bạn hiệu chỉnh cũng được, các bạn làm trước một loạt rồi mình sẽ chia tới vách đứng, chia vách đứng. Rồi bây giờ thì mình mới bắt đầu chia ngang một cái. Đấy, chỗ này mình chia chia tiếp theo của mình là bây giờ mình sẽ hiệu chỉnh từng hàng một. Các bạn bấm phím cách và chọn vào này, giả sử mình cho số lượng là 2, ở đây mình sẽ cho số lượng là 3 để chia làm 4 ngang ha. Đó, tương tự như vậy, số lượng là 3. Rồi, giả sử như mình sẽ delete thế một thanh ở giữa ha. Rồi, lại tiếp tục chia ngang. Rồi, mình sẽ tăng số lượng này lên làm 2. Và này, mình để làm 3. Các bạn vừa xem xong là mình đã làm xong với khung rồi. Việc tiếp theo nữa là mình sẽ đưa cái hộc kéo vào, ngang kéo. Ở đây thì mình cũng có thể làm kích một điểm, lâu ngang kéo vào và để vào đây. Rồi sau đó mình sẽ scale. Đó, được không các bạn? Làm kiểu nào cũng được ha, nhưng mà mình sẽ lựa chọn cái thao tác là đưa vào không gian này cho nó dễ ha, nó đơn giản nhanh hơn một chút. Ở cái khung này thì mình sẽ làm cái cửa như sau. Cửa này mình sẽ cho nó xuống 15 thôi, 15. Thay vì mình vác tay nắm thì mình làm thẳng luôn các bạn, mình làm cái hộp 15 15 đó các bạn. Rồi thì ở cái tủ này mình sẽ cho cái nóc này nó dư ra tầm 20. Nếu các bạn nhập số dương thì nó sẽ lùi vào trong. Bây giờ mình sẽ nhập số âm cho nó dư ra ngoài ha. Rồi, rồi nó đã dư ra ngoài rồi đó. Tiếp tục bây giờ mình sẽ bắt đầu mình làm các cái mặt học ha. Có hai cách, các bạn có thể chọn vào cái mình cho mình là cách đầu tiên là mình cầm cái này mình đưa vào đây mình có kéo. Nhưng mà làm như vậy thì nó mất công cho nên mình sẽ lựa chọn cái cách là mình thay thế khối, mình sẽ copy hết mấy cái này ra, nhân bản lên nha các bạn. Chọn nè, đó. Edit, copy và dán lại vị trí bằng cũ ha. Các bạn có thể đặt phím nắm cho mình là Ctrl Shift V. Đó. Sau khi làm xong thì các bạn chọn vào đây và các bạn chọn thay thế bằng cái cửa ha. Lát nữa mình sẽ scale lại. Rồi, mình sẽ thay thế bằng cái cửa luôn. Cửa đơn. Và chỗ này mình sẽ làm cửa đơn. Rồi các bạn, bây giờ mình mới bắt đầu scale ha. Thằng này, chọn cửa thằng này và mình scale lên bằng cái này. Scale lên bằng cái thằng này. Đó. Hai thằng này thì mình sẽ cho nó dư lên một chút. Để mình móc tay ha. Rồi, tiếp như vậy là xong, cơ bản là xong rồi. Rồi,
Tới phiên thằng này thì mình cũng tương tự như vậy, mình sẽ cho nó lên đây. Rồi mình sẽ scale nó qua ở điểm chính giữa của cái sắn này. Đó các bạn. Của cái vách này, đó là như vậy là xong ha. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ nhân bản nó. Bấm phím M kích điểm này và mình di chuyển về hướng này. Các bạn bấm thêm nút Ctrl nữa để nhân bản nhé. Kích vào đây là xong. Rồi, tiếp theo mình bấm chữ S chọn điểm này và mình bắt vào điểm giữa ở đây ha. Rồi làm sao nữa? Làm tiếp tục. Nè, M di chuyển ha. Kích điểm càng bắt điểm, kích một cái. Rồi, zoom ra này, di chuyển qua này đúng không? Bấm Ctrl một cái, kích một cái. Rồi, như vậy là nó đã nhân bản khi mà mình di chuyển rồi đó. Rồi, mình ra vào đây. Xong. Zoom lại, scale. Được không các bạn? Rất là dễ ha. Thì ở đây mình sẽ tiếp tục mình thay đổi. Chỗ này mình sẽ thay đổi thành cửa đôi nhé. Cửa đôi nè, ấm apply. Và chỗ này thì mình sẽ cho thành cửa bên phải đi. Rồi. Rồi, việc còn lại của mình chỉ là mình xử lý mấy cái cửa dưới này thôi. Ở khúc này mình bắt đầu làm nhanh nhé. Rồi, mình làm nhanh ha. Rồi bây giờ mình sẽ có thêm một cái cặp viền ở ngoài nữa các bạn. Tan giảm ha, để cho nó khít. Thì các bạn chọn cho mình cái khung để nó thay thế. Giả sử như mình chọn cái thằng này. Và mình chọn thằng này. Hai này mình nhân bản ra các bạn. Nhân bản ra 200 đi. Giả sử như vậy và mình make group. Kích chuột phải, make group lại. Đó. Thì bây giờ mình sẽ thay thế hai cái thằng này bằng cái cặp viền. File, mình có file ha. Mình đặt tên là file ha. À, chọn cái này. Đó, như vậy là nó đã thay thế xong rồi. Bây giờ mình di chuyển tụi nó về là 200 thôi. Rồi. Các bạn thấy không? Nó bằng cái khối này nè. Nó bằng xong rồi đó. Thì sau khi mà nó bằng xong rồi thì các bạn chọn hiển thị ra. Hiển thị ha, chính xác để bắt điểm mà. Apply. Và các bạn di chuyển nó ra cho mình là 20. Đó, như vậy là mình đã xong. Hoàn thành cái việc này. Rồi. Việc của mình bây giờ nữa là nếu mà các bạn cần thấy cần trang trí một ít đèn led để cho nó hiển thị trên bản vẽ thì các bạn gõ vào đây chữ led cho mình, nó sẽ ra cho các bạn mà thanh đánh dấu led hoặc là khối led. Thì ở đây cái thanh đánh dấu led là nếu các bạn lôi vào thì các bạn phải chỉnh vị trí ha, nó hơi mất công một chút, thì các bạn chọn cho mình cái khối led, kích thằng này, chọn thằng này và thảy vào đây, sao thảy vào đây chỉnh lại thôi, chỉnh lại vị trí led hiển thị ra ha, các bạn cho nó thanh led cách phía sau 250 thôi. Rồi 250 ha. Thì các bạn nè, ở đây các bạn nhìn cho mình. Cái thanh led này khi nó chỉ tới đây thôi và mình không có đánh dấu tí gì giao nhau được ha, mình chọn cho nó cái led này, mình chọn cho nó chế độ sản xuất cho mình ha. Thì nó sẽ dư lên chút để cho mình đánh dấu khi mà mình sản xuất, hoặc là các bạn chọn vào cái nút này. Bấm vào đây thì nó cũng tự động nó nhảy lên. Rồi. Đó các bạn, vừa rồi là mình đã vừa hoàn thành cái việc là thiết kế, không phải là thiết kế mà gọi là đồ theo. Đồ theo để tạo ra được một sản phẩm tủ giày giống như thế này ha. Tiếp theo đó các bạn sử dụng ABS để các bạn gắn các cái liên kết kỹ thuật ha, gắn các liên kết kỹ thuật, chỉ định cạnh dáng chỉ và mình netting để mình gắn nhãn để mình tính toán kích thước chi tiết của từng cái cấu kiện cho nó đúng và mình netting để đạt cái biết được cái khối lượng ván. Ra cho mình 8 tấm ván. 5 5 cái tấm ván chính 17 ly ha và mình mất tầm 3 tấm hậu. Đó. Thì nếu mà hậu mình tiết kiệm mình có thể chia lại cái hậu nó giao nhau ở những cái điểm khác ha, là được. Thậm chí mình có thể bỏ đi một vài cái không cần thiết nữa. Này, các bạn cùng nhìn vào cái mặt cắt nó nha. Đó các bạn. Đây là cái chỗ mà khe mình sẽ thò tay vào mình móc tay ha. Đó. Móc cua đó các bạn hay đùa là vậy. Một cái khung bên tay trái, cái khung bên tay phải. Chồng lên một khung nữa ha.
tiếp. Đó. Rồi mình thêm các cái vách ngang đứng, chia đứng, rồi lại mình chia dọc cái học kéo, rồi mình chia ngang, cuối cùng là các cái cấu kiện bề mặt cửa vào. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video clip.